Chào các bạn, hôm nay là ngày mùng 1 Tết à. Các bạn kiếm một bộ bài ra, các bạn lựa ra từ con bảy, con bảy thì lên lấy, còn con nhỏ hơn á, còn lại con ếch, từ con sáu cho tới con ếch, còn ba mấy nhỏ mà dưới hơn sáu bỏ ra. Đó, bây giờ mình sẽ coi bói cho các bạn. Lựa ra. Đó. Lựa ra nè, 4, 5, 6 nè, bỏ ra. Các bạn làm như đây. Rồi mình sẽ coi bói cho các bạn. Đó, lấy 7 nè các bạn. Đó, bỏ 5 ra. Lấy 7 cho tới con ếch. Sáu thì bỏ ra hết. Đó. Nghĩa là tổng cộng là 32 lá đó. Các bạn đếm cho đủ 32 lá. Rồi em bỏ ra nè. Lấy chừng này thôi. Đọc nhãn cô bói nha. Đó. Bây giờ hậu thì bây giờ các bạn lấy ra hết rồi phải không, lấy số nhỏ ra hết rồi, từ con bảy tới con ếch á thì các bạn giữ lại. Bây giờ các bạn á, bạn gái á thì xào chín cái, bạn trai á, đàn ông á, con trai thì xào 7 cái, đúng không? Các bạn phải đếm cho đủ 32 lá mới đúng. Thì đàn bà con gái là xào 9 cái, đàn ông trai á thì xài 7 cái, đúng không? Thì đó. Còn mấy cái người mà nhỏ tuổi hơn á, từ cái tuổi mà 25 trở xuống cho tới 15 thì phải xào đúng tuổi, bao nhiêu tuổi là xào bao nhiêu cái, đúng không? Đó, còn từ mà 15 tuổi cho tới khoảng 7 tuổi á thì là coi cũng coi được. Không, nhưng mà dưới 7 tuổi là không có coi được, còn nhỏ quá, không, chưa có cái gì hết. Đó. Thì bây giờ các bạn xào đi rồi, các bạn nghĩ là phụ nữ với con gái á, thì kinh bằng tay phải ra, không, còn đàn ông trai á, thì kinh bằng tay trái ra, đó, thì kinh ra. Không. Thì các bạn bóc, nó xòe ra, bạn xòe ra hết, không. Các bạn muốn bóc một tay trái một lá, tay phải một lá, bất cứ ở đâu cũng được. Đó, thì các bạn bóc ra. Bây giờ mình bóc lên, mình coi theo cái của mình. Thì các bạn bóc ra, rồi các bạn á. Không, cái này là xong rồi. Đó, năm nay mình sẽ may mắn này, có những cái tin may mắn tới cho mình nè. Nhưng các bạn thì bóc ra, tay trái lá, tay phải lá. Không, thì đó các bạn á. Bóc ra con nào, các bạn nhắn tin vô trong của mình, nói cái năm sinh thôi, năm sinh và cái ta trái lá phải lá, thì mình sẽ nhắn tin ở trong cho các bạn. Nếu các bạn muốn muốn coi coi mà nghĩa là bí mật á, thì mình sẽ email cho các bạn, rồi các bạn sẽ mình sẽ coi cho các bạn làm sao. Đó là như vậy. Đó là cái cách bói bài đầu năm của năm Tân Sửu. Đây. Hậu coi bói không? Hả? À, có bói nè, sao đi. Sao đi. Đó, bây giờ tới bà xã. Mình coi cho bà xã khỏe đầu năm. Rồi xào đi, chín cái xào chín cái. Ok, chín cái hả? Này nè. Rồi điều do tay phải,
cắt ra. Tôi phải cắt ra. Con gái, con phụ nữ. Rồi. Tay trái bóc lá, tay phải bóc lá. Each hand, pick one thing. That's a fire, yeah. Okay. Okay. Who's that? Right hand. Right hand. Okay. Left hand. Where? Right hand. Right hand. Left hand. Left hand. Yes.